Chào các bác nhá. Hân hạnh chào đón các bác quay lại với này, kênh YouTube của shop Tân Ánh nhá. Shop Tân Ánh, chạy ong Tân Ánh này. Đây là mấy cái đàn ong của nhà em đây nhá. Trong video hôm nay là Hân hạnh giới thiệu với các bác cái mẫu thùng quay mật hai cầu, thùng quay mật hai cầu cải tiến cực kỳ ưu việt luôn nhá. Ở nhiều video khác thì các bác đã quan sát rồi. Nhưng mà bây giờ là chuẩn bị vào mùa khai thác mật mới, em giới thiệu cho các bác về cái thùng quay mật hai cầu này. Bây giờ anh em đã chuẩn bị những cái vật tư dụng cụ để chuẩn bị cho mùa mật mới. Và đặc biệt là bây giờ đang mùa nhân giống ong ấy, mùa chi đàn. Thì ngoài ra các bác cần thêm những cái vật tư là thùng nuôi này, cầu nuôi, chân tầng là bên shop em có đầy đủ hết nhá. Các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại đang ghi trên màn hình. Hàng thì nhận tận nơi, kiểm tra xong bắt đầu thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. Ở đây mời các bác theo dõi cụ thể cái thùng quay mật này nhá. Đây là cái mẫu thùng quay mật hai cầu. Đấy, mẫu các bác quan sát này, hai cầu có nghĩa là một lần nó sẽ quay được cho hai cầu. Và cái mẫu này là mẫu cải tiến. Mẫu cải tiến có nghĩa là hai cái khung đựng cầu ấy là mình hàn nó so le với nhau. Thế còn mẫu truyền thống ấy là hàn nó song song như này, song song như này là hai cầu. Thế nếu mẫu ba cầu ấy là mẫu sẽ hàn thành hình tam giác. Khi đối với cái mẫu mà truyền thống hoặc là mẫu thùng ba cầu thì khi các bác quay đấy là nó sẽ chịu một cái lực văng ngang. Cái lực văng ngang như vậy ấy, là nó cực kỳ là hại nhọng. Các bác quay thật là nhẹ thôi. Nếu mà quay tít một phát là nhọng văng trắng xóa luôn. Mà các bác thấy đấy, mỗi một lần quay mà nó văng nhọng như vậy thì nó cực kỳ hại đàn ong của mình. Nó lên rất là chậm, nó lụi đàn ong luôn đấy. Cái cơ cấu quay tốt nhất đó là cơ cấu quay lực ni tâm. Lực ni tâm đối với lực ni tâm mà đạt 100% ấy thì các bác phải dùng cái thùng 4 cầu. Và thùng 4 cầu này giá tiền nó sẽ cao hơn và nó sẽ to, nó cồng kềnh hơn. Thế còn đối với thùng hai cầu này ấy, thì bên em đã nghiên cứu và cải tiến ra. Bên shop em là shop đầu tiên nghiên cứu ra cái thùng này đấy. Bây giờ một số đơn vị khác cũng có rồi. Thì đó là hai cầu cải tiến mình hàn sau ne như này. Thì khi các bác quay ấy, nó sẽ đạt được cái lực ni tâm là 80 đến 90% lực ni tâm luôn đấy. Mà nhưng mà với cái điều kiện ấy là các bác hai thùng hai cầu như này thì các bác quay các bác phải lật cầu. Có nghe mình lật từ mặt trong ra mặt ngoài thì nó mới dốc mặt được, mới sạch mặt được nhá. Nhưng mà đảm bảo cho bác là cái yếu tố đó là không có bị văng nhọng, không bị văng nhọng nhá, cực kỳ tốt. Các bác lưu ý kỹ nhá. Cái mà phần ấu trùng. Đấy, phần chân dưới của cầu, phần ấu trùng các bác để phía trong này. Phần tai cầu là các bác để ra phía ngoài. Đấy là mình quay là nó sẽ hút theo kiểu lực ni tâm, nó văng được ra phía ngoài hút. Còn cái phần ấu trùng, phần trứng ấy, nó nằm ở khoang giữa này ấy, nó nằm ở khoang giữa này thì nó chỉ có quay tròn thôi. Quay tròn thì quay như trục đó, nó không có chịu lực văng thì là nó sẽ ổn định hơn, nó không có bị văng nhọng, không có bị hỏng nhọng nhá. Thì đối với thùng này nó cực kỳ ưu việt như vậy. Và đối với thùng này thì lại phù hợp cho các bác nào mà là hộ gia đình nuôi từ 15 tới 20 đàn, nhiều khi cả 30 đàn luôn. Thì quay cái thùng này rất là tiện. Thùng này thì là thùng đáy bằng này. Nó hai cầu nó nhỏ gọn thôi. Nó sẽ không cần là mới lỗ tháo mật các bác nhé. Hai cầu rất nhỏ gọn, không làm lỗ tháo mật nữa. Và mình quay một lần ấy nó sẽ được từ 15 tới 17 lít mật. Quay xong các bác nhấc, các bác chất ra lọc. Rất là tiện lợi luôn. Và cái thùng này nó sẽ áp dụng cho các bác ở những cái trại nuôi ong lớn. Trại ong lớn mà có tới mấy trăm đàn ấy, mà các bác để khu vực vườn hay đồi mà các để theo nhóm, theo băng. Mỗi một nhóm một băng là có khoảng 20 đến 30 đàn ấy. Thì các bác đi quay các bác cũng lấy cái thùng này. Mỗi một khu vực, mỗi một nhóm như vậy thì các bác xách cái thùng này tới các bác quay. Thì nó sẽ cơ động hơn. Nó tiện lợi hơn cho mình rất là nhiều nhé. Thế ngoài ra thì cái quá trình nó vận chuyển nó cũng đơn giản, nó nhỏ gọn. Các bác rửa úp lên nó cũng rất là tiện lợi luôn. Đối với mẫu này ấy, thì nó chỉ là mẫu thùng inox các bác nhé. Vỏ là vỏ inox xịn. Thế nhưng mà cái ruột của nó là ruột bằng sắt nha các bác nhé. Ruột bằng sắt. Đấy, ruột bằng sắt này, cơ cấu qua tay quay bằng sắt hết. Thế còn mẫu này mà làm tất cả bằng inox thì giá thành nó rất là cao, nó cực kỳ cao luôn, nó không phù hợp nữa. Thế còn giá như này thì hợp lý hơn cho các bác để các bác dùng nhá. Em báo giá luôn cho các bác, đó là một cái thùng quay mật như này là giá là 1.100.000. 1.100.000 là bao gồm hết cả các phí rồi đấy, về tới tận nhà các bác xem hàng, kiểm tra hàng đúng như quảng cáo giới thiệu đây thì các bác thanh toán tiền người giao hàng nhá. Đó. Mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà em ghi dưới màn hình nhá. Rất là nhiều các vật tư nuôi ong khác các bác cứ theo dõi ở trong những danh sách phát hay là trong những clip video mà em tải lên trên kênh ấy, đủ các loại vật tư cho các bác nuôi ong, thuốc chữa bệnh cho ong, ong giống, đủ hết nhá. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá. Chúc các bác sức khỏe và thành công.